Hôm nay chúng ta sẽ học ngữ pháp danh từ cộng với implicat. Ngữ pháp này có nghĩa là cái danh từ gì đó phải không? Ở đây các bạn chú ý biến âm nhé. Chữ bờ này cộng với chữ n thì chữ bờ này biến thành chữ n. Mình phát âm là implicat, không phát âm là implicat nhé. Implicat. Các bạn nhớ lên giọng cuối câu nhé, tại vì đây là câu hỏi. Tiếp theo đến phần ví dụ thì mình sẽ có 3 ví dụ như sau. Câu đầu tiên: Hắc sen implicat. Hắc sen implicat. Hắc sen là gì nhỉ? Học sinh. Câu này mình sẽ dịch là học sinh phải không? Khi mà hỏi đối phương ấy, thường người ta sẽ không cho chủ ngữ bạn vào. Mình dịch luôn là bạn là học sinh phải không? Tiếp theo: Hanguk saram implicat. Đọc chậm thì không nối âm nhé. Thế còn đọc nhanh nối âm sao? Saram implicat. Hanguk saram implicat. Bạn là người Hàn Quốc phải không? Tiếp theo: Jiwon si implicat. Jiwon si implicat. Ở đây có từ she, từ này gắn sau danh từ chỉ tên người để tôn trọng khi mà mình gọi đối phương nhé. Câu này nghĩa là gì nhỉ? Bạn là Chi Quân có phải không? Bây giờ các bạn hãy sử dụng những từ vựng sau để đặt câu nhé. Từ đầu tiên là Hoi Sao Quân có nghĩa là nhân viên công ty. Từ thứ hai là Hoi Kê Quân có nghĩa là kế toán. Từ thứ ba là Sa Trang Nim. Sa Trang Nim có nghĩa là giám đốc. Bây giờ các bạn hãy dừng video lại, dịch ba câu này sang tiếng Hàn, sau đó mình check kết quả sau nhé. Ok, bắt đầu. 2000 years later. Bây giờ chúng mình cùng check kết quả nhé. Câu đầu tiên, bạn là nhân viên công ty phải không? 회사원입니까? 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 Câu số 2, bạn là kế toán phải không? 회계원입니까? 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 Câu số 3, bạn là giám đốc phải không? 사장님입니까? 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 Ok.